Trong bất kỳ tựa game nào, thì ngoài những thử thách cam go mà người chơi sẽ phải vượt qua trên hành trình chinh phục tựa game của mình, thì chắc chắn là ta sẽ không thể nào không nói tới những con boss. Từ boss phụ cho tới boss cuối, bọn chúng luôn mang cho mình trọng trách cản bước của người chơi. Và có những con boss thì rất dễ để vượt qua, còn có những con boss thì bạn sẽ phải dành cực kỳ nhiều thời gian để nắm rõ chiêu thức và sức mạnh của chúng. Vậy thì đâu là những con boss khó nhất trong game từ trước tới giờ? Chào mừng các bạn đã đến với sàn game, và mình là Nhân. Còn đây chính là top 10 con boss khó nhất trong game theo suy nghĩ của mình. From It Concerned Raidan. Đầu tiên phải nói tới chính là con boss cuối mới nhất trong DLC Elden Ring, Shadow of the Earth Tree mới được ra mắt gần đây. Đây chắc chắn là một con boss mà bạn sẽ không có thể nào có thể vượt qua nó trong lần chơi đầu tiên, dù là bạn có mở phao đi chăng nữa. Bởi lẽ đây là một con boss mà không phải bạn cứ nắm hết toàn bộ chiêu của nó là xong. Vì bằng một cách thần kỳ nào đó mà giống như là nó có thể đọc được chuyển động di chuyển của người chơi, rồi sau đó tung một loạt combo khiến cho bạn không thể nào biết trước được bản thân cần phải làm gì tiếp theo. Đặc biệt khó chịu nhất là chiêu Starcaller Cry. Radan sẽ kéo bạn về phía hắn bằng trọng lực, rồi đập mạnh xuống đất để triệu hồi những gai nhọn bên dưới lên đâm thẳng vào người. Thực ra thì chiêu này rất là dễ né, bạn chỉ cần canh ngay lúc Radan bắt chéo kiếm là xong. Nhưng mà điều đáng nói là Radan sẽ thường dùng chiêu này ngay khi bạn vừa bấm bình hay là đang triệu hồi hoặc bất kỳ cái animation nào đó. Cứ như thể là nó thật sự biết canh thời gian vậy. Và một khi đã bị kéo vào rồi thì ít nhiều gì bạn cũng sẽ bay gần nửa cái máu chứ không ít. Và đó chỉ mới là giai đoạn 1. Qua đến phase 2, khi Radan còn 60% máu, Mikaela sẽ đáp xứng trên lưng và khi đó ác mộng mới thật sự bắt đầu. Rất nhiều đòn tấn công liên hoàn và nhờ vào sự trợ giúp của Mikaela, mỗi nhát chém của Radan còn để lại dư chấn, buộc bạn phải né rất kỹ nếu không muốn làm mồi cho hai ông bà này. Và cho tới thời điểm hiện tại thì cách tốt nhất khi đối đầu với Radan có lẽ là dùng parry. Bạn sẽ không cần phải né gì hết, chỉ đứng đó parry là xong. Cơ mà nghe thì dễ lắm, chứ cứ thử làm rồi đi thì mới biết nó khó tới cỡ nào đó nha. Jeff Shotbaker. Chắc là không có ai cảm thấy quá xa lạ với Cuphead, một tựa game được ra mắt vào năm 2017 đã lấy đi không biết bao nhiêu thời gian từ các game thủ choi hóa trên toàn thế giới vì độ khó bá đạo, tỷ lệ nghịch với đồ họa hoạt hình siêu dễ thương của nó. Và tất nhiên là trong hầu hết những người chơi, mọi người đều sẽ đồng ý rằng King Dice chính là cánh tay phải đắc lực của Devil, là con chùm được xem là chướng ngại và khó nhằn nhất trong trò chơi mà bạn cần phải vượt qua. Tuy nhiên, đó chỉ là khi bạn dựa trên bản game gốc, chứ còn nếu tính thêm cả DLC vào nữa, mà cụ thể là Cuphead, The Delicious Last Court, thì rõ ràng Jeff Shotbaker mới chính là kẻ sẽ đá đít King Dice ra khỏi ngai vàng, vì độ khó của con boss này nó nằm ở một cái level mới luôn rồi. Với King Dice thì việc khó nhất mà bạn cần phải làm chỉ là vượt qua ba con chùm phụ trước đó, xong rồi lựa chọn lá bài màu hồng và nhảy lên đúng thời điểm mà thôi. Chứ còn với Jeff Shotbaker thì hãy nhìn cái màn hình này mà xem, liệu là một người chơi bình thường có đủ bình tĩnh để lựa chọn hướng đi thích hợp, vừa có thể né tránh mà vừa có thể tấn công được hay không? Và chưa kể đến việc Jeff Shotbaker có đến tận 3 phase đấu. Khi ở phase đầu tiên thì việc né tránh những miếng chanh hay cục bột và các nguyên liệu nấu ăn mà hắn quăng vào mặt bạn liên tục không ngừng nghỉ, có vẻ đã đủ để bạn gọi đây là một cơn ác mộng rồi. Thì qua đến phase 2, khi Jeff Shotbaker đặt bạn lên tay của hắn và rồi xả một đống nguyên liệu nấu ăn lên đầu, thì thành thực mà nói thì chỉ việc xem lại video của người ta chơi lại thôi mà mình đã rối mắt lắm rồi, chứ đừng nghĩ đến việc bản thân mình tự chinh phục con boss này. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là đã hết, bởi vì qua đến phase 3 thì địa ngục mới thật sự bắt đầu. Mặc dù có ít vật thể lạ bay vào người bạn hơn hai phase trước, nhưng mà bây giờ bạn chỉ có thể di chuyển bằng cách nhảy lên những miếng thủy tinh rơi xuống bên trên. Cùng lúc đó, cố gắng tránh không để bị chạm vào hai cái cột ở hai bên, cùng với trái tim của Jeff Shotbaker liên tục bay xung quanh và tấn công bạn. Và cho đến thời điểm hiện tại thì đã gần 2 năm rồi, nhưng Cuphead The Delicious Last Court vẫn còn nằm trong máy của mình và chưa được phá đảo bởi vì con chùm đáng sợ mang tên đầu bếp này đây. Volo. Trong một cuộc giao đấu Pokemon, nếu như bạn nghĩ việc chọn những Pokemon phù hợp và khắc hệ đối phương đã là công thức hoàn hảo cho việc giành chiến thắng, thì đó chỉ là khi bạn chưa gặp Volo, con chùm mà bạn sẽ phải đối đầu trong Pokemon Arceus. Để ngăn chặn tên điên này làm phiền đến vị thần sáng tạo, là một hậu duệ của người Sinnoh cổ đại, một kẻ đang nắm giữ niềm khát khao được gặp gỡ Arceus bằng bất kỳ giá nào. Cứ nhìn quả đầu và cách ăn mặc của hắn thì cũng đủ hiểu là tên này là một fan cuồng chính hiệu của Arceus, với không một chút nghi ngờ gì luôn. Về đội hình thì Volo sở hữu cho mình những Pokemon đáng chú ý như Lucario hay là Garchomp, hai con Pokemon meta mà mình nghĩ là bất kỳ ai cũng đều sẽ rất yêu thích. Và bên cạnh đó, những Pokemon còn lại thì nó có đầy đủ hệ để có thể khắc chế được bất kỳ con Pokemon nào mà bạn cho xuất trận. Tuy nhiên, với một người huấn luyện Pokemon lâu năm thì việc đánh bại Volo cùng với đội hình của hắn là một thứ khá là dễ dàng nếu bạn đã nắm rõ được điểm yếu của đội hình này. Tuy nhiên, vấn đề lại không phải nằm ở đó, mà là nằm ở việc sau khi bị đánh bại lần đầu tiên, Volo sẽ một lần nữa lại nhảy vào tham vọng và được gặp mặt Arceus của hắn. Để làm được điều đó thì tên này sẽ phải sử dụng đến Giratina để đánh bại chúng ta, một Pokemon thần thoại hệ rồng, và nó tất nhiên mạnh, rất là mạnh. Một mình nó có thể cân được cả đội hình của bạn nếu như không có phương án đối phó hợp lý.
Tuy nhiên, nếu mà chơi lâu thì ai cũng sẽ nắm rõ được điểm yếu của Giratina và đánh bại được nó mà thôi. Nhưng vấn đề không phải là nằm ở sức mạnh của Giratina, mà là nằm ở việc bạn sẽ không thể hồi sức lại cho các Pokemon sau khi đánh xong đội hình với Volo, mà bạn sẽ phải sử dụng những Pokemon này trong trạng thái yếu đuối đó để giao tranh với Giratina. Và nếu bằng một cách thần kỳ nào đó mà bạn có thể đánh bại được Giratina ở dạng thương này của nó, thì nó sẽ ngay lập tức biến đổi sang dạng Original Form và có thể thổi bay thanh máu của Pokemon nhà bạn cho một chiêu duy nhất. Tất nhiên là bạn sẽ không được hồi phục cho các Pokemon khác của mình trong xuyên suốt 3 trận chiến này. Nên vì thế mà dù có nắm rõ được điểm yếu của đội hình của Volo lẫn Giratina, thì chiến thuật để đánh bại chúng chắc chắn là giữ gìn lượng tài nguyên còn lại của đội hình và cố gắng tránh thiệt hại nhiều nhất có thể mà thôi. Chứ còn nếu như Giratina được triệu hồi mà Pokemon của bạn đã bay nửa thanh máu thì cứ reset mà đánh Volo lại từ đầu là được rồi. Trong Sekiro Shadows Die Twice, Isshin the Sword Sand có thể được xem là con chùm khó nhất trong game, bởi vì đây là một thử thách thực sự về kỹ năng và sự kiên nhẫn đối với người chơi. Trận đấu với Isshin bao gồm nhiều giai đoạn, và mỗi giai đoạn đòi hỏi người chơi sẽ phải thay đổi chiến thuật và phản ứng nhanh chóng với các đòn tấn công khác nhau của hắn. Đầu tiên thì bạn sẽ phải đánh bại Genichiro Asuna, kẻ đã trở nên mạnh mẽ hơn và có thêm các đòn tấn công mới, đặc biệt là đòn tấn công sấm sét. Đánh bại Genichiro là bước đầu tiên, và đó là một thử thách rất lớn, yêu cầu người chơi phải giữ vững được phong độ và không bị mất sức quá nhiều trước khi đối mặt với Isshin. Và trong giai đoạn đầu tiên của trận đấu với Isshin, ông ta sẽ sử dụng kiếm và súng kết hợp với các đòn tấn công nhanh và mạnh. Người chơi cần phải nắm rõ bộ combo khó đoán của Isshin để né tránh một cách hiệu quả nhất. Và ở giai đoạn thứ hai, Isshin sử dụng cả kiếm và giáo, tạo ra phạm vi tấn công rộng hơn và đòi hỏi người chơi phải thay đổi chiến thuật để đối phó. Ông ta cũng sẽ sử dụng các đòn tấn công mạnh mẽ hơn và nhanh hơn nhiều. Nên nếu như phản xạ của bạn không đủ tốt và sự kiên nhẫn, thì bạn sẽ dính đòn ngay lập tức. Và giai đoạn cuối cùng chính là thử thách lớn nhất. Khi Isshin sử dụng các đòn tấn công sấm sét và kết hợp nó với tất cả các kỹ năng của mình, người chơi sẽ phải sử dụng những kiến thức đã học được từ đầu game tới giờ để né tránh và phản công. Bởi vì Isshin lúc này đã trở nên cực kỳ nhanh nhẹn và mạnh mẽ, khiến cho bạn phải tập trung tối đa và không được phép mắc lỗi. Vì thế cho nên có thể thấy rằng, trận đấu với Isshin không chỉ là thử thách về kỹ năng mà còn về tâm lý, khiến cho ông ta trở thành con chùm khó khăn nhất trong Sekiro Shadows Die Twice, hoặc có khi là một trong những con chùm khó nhất trong lịch sử ngành game. Sigrun, nữ chiến binh Valkyrie trong God of War 2018, là một trong những chùm thú vị nhất và thử thách nhất trong dòng game này. Trận đấu với Sigrun không chỉ là cuộc chiến cam go, mà còn là một trải nghiệm đầy hồi hộp và hứng thú. Sigrun kết hợp với các chiêu thức của các Valkyrie khác, sử dụng một loạt các đòn tấn công tầm gần và tầm xa, cùng với các phép thuật đầy bí ẩn, khiến cho đòn tấn công và chiêu thức của cô ta luôn luôn gây đầy bất ngờ với tốc độ và sức mạnh của cô. Trận chiến này sẽ trở thành một cuộc đua tốc độ, buộc người chơi phải có phản xạ nhanh nhạy và lên những chiến lược thông minh để đối phó. Và Sigrun sẽ liên tục thay đổi chiến thuật, tạo ra sự kích thích và hứng thú cho người chơi. Cuối cùng khi bạn đánh bại được cô ta, cảm giác chiến thắng sẽ thật ngọt ngào, làm cho trận chiến này trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong God of War. Malenia. Với những ai đã từng chơi Elden Ring thì Malenia có lẽ không còn phải là một cái tên xa lạ gì đối với cái Tanis nữa cả. Mặc dù là chúng ta không cần phải đối đầu với cô ta để có thể phá đảo game, nhưng mà bất kỳ ai chơi Elden Ring mà không đánh bại được Malenia thì người đó vẫn chưa thể nào có thể tự gọi mình là một Elden Lord xứng đáng được. Malenia xứng danh là một con chùm biểu tượng của game vì độ khó bá đạo của nó. Chú ngụ tại Helitree và có hai phase mà người chơi cần phải đánh bại để có được cho mình mảnh Red Rune của cô ta. Tuy nhiên như đã nói thì việc đánh bại Malenia là một điều không hề dễ dàng chút nào. Đặc biệt là chiêu thức Waterflow Dance chính là thứ mà bạn sẽ cần phải tốn rất nhiều thời gian thì mới có thể làm quay được và né tránh một cách mượt mà. Bên cạnh đó là qua đến phase 2, khi Malenia trở thành God of Rob, sức mạnh của cô ta tăng lên rất nhiều và tất nhiên là cũng sẽ rất khó để đánh bại được nếu như bạn mất tập trung. Mà thực ra thì dù có tập trung thì các đòn combo liên tục của Malenia cũng có thể khiến cho bạn gặp rất nhiều khó khăn để né tránh. Bạn vẫn sẽ bị ăn hành, chỉ có điều là hành ở đây nó đẹp hơn mà thôi. Tất nhiên là con boss nào cũng đều có điểm yếu và Malenia cũng không phải là ngoại lệ. Điểm yếu duy nhất của cô ta chính là Let Me Solo Her. Người có thể một mạch đánh bại Malenia mà không nhận phải bất kỳ đòn tấn công nào từ cô ta. Nhưng mà trước khi trở thành một huyền thoại sống như vậy thì Let Me Solo Her cũng đã phải thất bại dưới tay của Malenia đến tận 242 lần thì mới có thể trở thành cơn ác mộng của cô ta sau này. Thậm chí là theo dữ liệu do Bandai Namco đã công bố vào tháng 3/2023 cho thấy rằng Malenia đã giết 10 người chơi mỗi giây kể từ khi ra mắt và chiến đấu 329 triệu lần. Đây là một con số cực kỳ khổng lồ và khiến cho Malenia trở thành một trong những con boss khó nhất trong game. Nhưng mà khó thì khó với ai? Chứ còn mình thì chỉ cần đem Resort vào là mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay mà thôi. Orphan of Ghost. Orphan of Ghost trong Bloodborne là một trong những nỗi kinh hoàng đáng sợ và khó nhất trong cái tựa game của FromSoft. Và ngoại trừ cái độ khó chết người của nó ra thì hình dạng của nó cũng là thứ khiến cho người chơi phải cân nhắc mỗi khi đối đầu với nó. Bởi vậy các bạn thử nhìn cái hình dạng này coi, trông có gớm không cơ chứ?
Nổi tiếng với độ khó kinh hoàng, trận đấu diễn ra trên một bãi biển đầy u ám, nơi sinh vật này xuất hiện từ thi thể của mẹ nó, Kos, với bộ chiêu thức hung hãn và không ngừng. Open of Kos khiến cho người chơi luôn phải căng thẳng và tập trung cao độ, sức mạnh và tốc độ vượt trội, cùng với khả năng gây sát thương cực kỳ cao, khiến cho bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể dẫn đến cái chết tức thì. Đặc biệt là ở giai đoạn thứ hai, con quái này sẽ trở nên điên cuồng với những đòn tấn công chứa đầy sét đầy uy lực và tốc độ tấn công cực kỳ nhanh, khiến cho người chơi gần như không còn thời gian để thở. Sự khó đoán trong các đòn tấn công và không gian chật hẹp của đấu trường tạo ra một cảm giác ngột ngạt và áp lực tâm lý cực kỳ nặng nề. Open of Course không chỉ là thử thách về kỹ năng chiến đấu, mà còn là bài kiểm tra về sự kiên nhẫn và ý chí của người chơi. Cho nên là bạn chỉ cần có đủ sự tập trung và quen dần các bước di chuyển của nó là bạn sẽ có cơ may đánh bại được con boss này mà thôi. Sans, nếu như các bạn đã từng chơi tựa game khó nhất thế giới, khi bạn chỉ là một chấm xanh và di chuyển như thế nào đó để đến vùng xanh lá trên bản đồ, thì đây chắc chắn vẫn chưa phải là tựa game khó nhất thế giới. Bởi vì con chùm Sans trong Undertale có thể dễ dàng đánh bay danh hiệu tựa game khó nhất thế giới này và giành nó về cho mình. Mặc dù là cách chơi rất đơn giản, khi bạn chỉ cần tránh né tất cả mọi chướng ngại vật hướng thẳng vào bạn và rồi lựa chọn thời điểm thích hợp để chém cho hắn một phát, chỉ cần một lần tấn công duy nhất là Sans sẽ bị đánh bại. Nhưng với những ai đã đối đầu với Sans rồi thì cũng đều thấy rằng cái việc nghe tưởng chừng như đơn giản đó lại cực kỳ khó khăn. Và chỉ cần một sai lầm nho nhỏ khi mất tập trung thôi là cũng đủ để cho quá trình vượt chướng ngại vật bị mất nhịp và dẫn đến việc thua cuộc ngay sau đó. Bên cạnh đó thì thời gian để bạn có thể đánh bại Sans cũng rất là lâu, nên việc giữ bình tĩnh và tập trung trong một thời gian dài như vậy quả thực là một thử thách rất lớn. Cơ mà đối với Undertale thì con chùm nào cũng như vậy, cho nên là mình nghĩ rằng đó không phải là vấn đề đâu nhỉ. Nhưng mà đối với góc nhìn của người chơi, còn đối với Sans thì việc đánh nhau với bạn giống như một buổi dạo chơi với hắn. Bởi vì hắn chỉ cần né sang một bên là có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công của bạn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí là hắn chỉ có nhích nhẹ một chút chứ còn không hoảng hốt hay là vội vàng nữa cơ mà. Và điều gay cú nhất trong việc đánh con chùm này đó chính là hắn sẽ liên tục tô xích để khiêu khích người chơi. Vì thế cho nên nếu như ai không giữ được cái đầu lạnh của mình và tập trung tuyệt đối thì bạn sẽ khó có thể mà vượt qua được con boss mắc dạy và khó chịu này đấy nhé. Sisterfree là một trong những con chùm khó nhất trong Dark Souls 3, xuất hiện trong DLC Ash of Aridale. Và trận đấu với con boss này diễn ra tại nhà nguyện Aridale thuộc Painted World of Aridale và được chia thành 3 giai đoạn thử thách. Trong giai đoạn đầu tiên, Sisterfree sẽ sử dụng một lưỡi hái và các đòn tấn công bằng giá. Nó có khả năng tàng hình và tấn công đầy bất ngờ, đòi hỏi người chơi phải cực kỳ cẩn trọng và quan sát kỹ lưỡng. Sang phase thứ hai, Father Aridale tham gia trận đấu cùng với Sisterfree, tạo nên một thử thách phối hợp phức tạp khi người chơi sẽ phải đối mặt với cả hai đối thủ một lúc. Và đối với mình thì trận chiến này nó tương tự như là duo Goskin vậy, chỉ có điều là nó khó hơn mà thôi. Và ở giai đoạn cuối, Sisterfree hồi sinh với sức mạnh mới, sử dụng lửa đen để tấn công với tốc độ nhanh chóng và sức mạnh đáng sợ. Cô sử dụng lưỡi hái được bao phủ bởi hỏa lực tối tăm, khiến cho mỗi cú đánh trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Trận đấu không chỉ là một thử thách về khả năng chiến đấu, mà nó còn là một bài kiểm tra về sự kiên nhẫn và chiến lược của người chơi. Và sự kết hợp giữa các đòn tấn công đa dạng và khả năng chuyển đổi nhanh chóng giữa các giai đoạn khiến cho Sisterfree trở thành một trong những thử thách đáng nhớ trong Dark Souls 3. Mike Tyson. Và cuối cùng không phải là cao thủ đấm bốc mạnh nhất trên thế giới, mà là con boss cuối được xem là mạnh nhất trong tựa game Burnout. Mặc dù là nó cũng không được gọi là đáng sợ lắm, vì có người dù bị bịt mắt thì vẫn có thể đánh bại được con boss này chỉ bằng cách dựa vào âm thanh mà anh ta nghe được trong game. Nói về Mike Tyson thì chắc là không có mấy ai xa lạ gì với sức mạnh của võ sĩ này. Hầu hết thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình có thể đánh bại được ông ta. Nhưng mà đó là cho tới khi họ đụng độ với một Mike Tyson thật sự. Và trong Burnout, người ta đã mô phỏng lại một cách chính xác và chi tiết nhất sự đáng sợ của ông. Một con boss ra đòn cực kỳ đau và rất nhanh, bạn không thể liên tục đỡ đòn được. Bởi vì chỉ sau vài lần đỡ đòn từ tay đấm vĩ đại nhất lịch sử, bạn sẽ ngay lập tức cạn kiệt thanh stamina. Và rồi những gì còn lại sau đó là thêm một lần nữa thất bại trước con boss cuối của cái game này. Cách tốt nhất để đối đầu với Mike Tyson đó chính là lựa thời điểm thích hợp để tránh né rồi phản đòn. Nghe thì rất là đơn giản, nhưng bạn thật sự phải tập luyện rất nhiều để có thể quen dần với việc đó. Và rồi sau đó bạn sẽ nhận ra rằng việc đối đầu với Mike Tyson thực sự là một trải nghiệm mà bất kỳ game thủ nào cũng đều cần phải trải qua trong quá trình chơi game của mình. Vì khi một khi nhà vua đã nằm xuống thì đúng là không còn cảm giác nào thỏa mãn hơn như vậy được nữa. Và đó chính là top 10 con boss khó nhất trong các tựa game theo đánh giá riêng của bọn mình. Và tất nhiên, như mình đã nói thì đây không phải là một danh sách chính xác nhất. Và vì rõ ràng mỗi người sẽ có mỗi trải nghiệm khác nhau, và thậm chí là có người sẽ dễ dàng vượt qua được 10 con boss này, nhưng lại gặp rắc rối với một con boss nào đó mà ta không thể nào biết. Vì thế cho nên, chính người mười ý, nên đâu là con boss khiến bạn gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình chơi game của mình. Hãy cùng chia sẻ ở phía bên dưới phần bình luận để chúng mình biết với nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.